Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh nhà họ Tạ, sống lâu trăm tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 91, Mai Nương. Trên mặt Mai Nương nào còn chút lẳng lơ nào, nàng cúi đầu đứng ở trước mặt Tạ Chi Phi. Tam gia là dùng được, chỉ là Mai Nương không được dùng. Ý ngươi là sao? Tháng này lại có mấy món nợ không thu lại được. Tả tam gia đứng thẳng dậy, vỗ nhẹ vai Mai Nương, trên mặt mang theo ba phần cười. Không mọc sang à, sao không nhờ người nhắn tin cho Tam gia? Tam gia giúp ngươi, là của thế tử Hán Vương. Mai Nương thấp giọng nói. Cái này, Tam gia cũng hết cách rồi. Tả Tam gia cười. Hay chúng ta chịu đừng trước đã? Vâng. Mai Nương lại nói. Nợ tháng trước đã bàn ra rồi, ra. Giao cho Chu Thanh. Vâng. Tả Tam gia khoát tay, Mai Nương cung kính lui xuống dường như không ai ngờ được đại trưởng quỹ sòng bạc là một nữ nhân, kinh thành lại có mấy người biết ông chủ thực sự phía sau Mai Nương, thực ra chính là tà tam gia. Tà thập ngũ, bùi tiếu đến gần, dùng mũi chân đá đá tả chi phi. Ngươi nói xem Yến Tam Hợp có đoán ra chúng ta không? Cho dù đoán không ra toàn bộ, cũng có thể đoán ra bảy tám. Ngươi chắc chắn chứ, Chu Thanh. Chu Thanh âm thầm đi tới. Bùi ra, hôm nay ta ở bên cạnh Yến cô nương, có nghe nàng nói một câu. Nói cái gì, nàng nói tam gia giấu rất sâu. Thần hình bùi tiếu chấn động, thầm nghĩ Bồ Tát ơi, diễn xuất của tả ngũ thập mà cũng có thể bị người ta nhìn thấu sao. Cái này, cái này, cái này, cô nương này có hỏa nhãn kim tinh. Hai tay tạ chi phi xoa xoa huyệt thái dương hơi đau đớn. Về sau nói chuyện với nàng thì cẩn thận chút, nàng là người không thích nói nhảm, mỗi câu nói ra đều có dụng ý, không cẩn thận sẽ bị nàng rắt mũi liền đó bùi tiếu thở dài. Ta lớn như vậy, rồi mà chưa thấy nữ tử nào thông minh hơn nàng. Chẳng lẽ ta đã từng? Tạ chi phi oán thầm một câu, lại nói. Thân phận của nàng, chuyện của quý gia, lát nữa chúng ta nói thật, hay là? Vừa nghe hỏi tới, huyệt thái dương bùi tiếu cũng hơi đau. Giấu diếm hình như là không giấu được, nếu không thì cũng sẽ không hẹn gặp mặt đêm nay, không chừng chờ chúng ta đi rồi cũng sẽ điều tra ra thôi. Ánh mắt tạ chi phi có chút khác thường. Bùi tiếu. Sao, ngươi còn muốn giúp Yến Tam hợp gạt người à? Tạ Chi Phi ngần ngơ. Không biết tại sao, ta lại không muốn để hắn biết những chuyện này. Tại sao, Yến Tam hợp quá thông minh? Bùi tiếu bỗng dương cả kinh. Ngươi là sợ nàng, ta không phải sợ nàng, cái tính cách vừa lạnh vừa nhạt, chúng ta là người của ai, giúp ai làm việc, nàng cho dù đoán ra thì cũng chẳng nói thêm nửa chữ đâu. Tạ Chi Phi thở dài ta chỉ cảm thấy không nên lôi nàng vào những cuộc tranh đấu như này, người ta là một cô nương trong sạch. Không kéo vào thì dễ thôi, tạ ra các ngươi thả nàng đi, nếu không. Bùi tiếu cười gằn. Còn không phải chuyện sớm muộn sao. Sắc mặt tạ chi phi trở nên cực kỳ khó coi. Được rồi, đừng nghĩ những thứ này nữa. Bùi tiếu lại đá hắn một cái. Cho dù ngươi muốn thả người, chuyện quý gia không giải quyết thì sống chết gì ta cũng sẽ không đồng ý đâu. Vừa dứt lời, Chu Thanh đột nhiên ho khan một tiếng. Ra, tới bến tàu Thanh Phong. Tả Chi Phi, cập bến, đón một vị bằng hữu. Vâng. Thuyền phường chậm rãi cập bờ, bên bờ đã có hai người đang chờ. Ván thuyền hạ xuống, hai người lập tức một trước một sau lên thuyền. Chu Thanh chờ bọn họ lên thuyền, thì rút ván thuyền ra, trước sau chỉ trong chốc lát, thuyền lại chậm rãi trôi giạt trong sông Vĩnh Định. Một người trong đó khoác áo choàng màu xám xanh hắn không dừng lại ở bên ngoài khoang thuyền mà trực tiếp đi vào khoang thuyền. Tả Chi Phi và Bùi Tiếu đi theo. Người nhỏ cởi áo choàng trên người xuống, để lộ ra một khuôn mặt rực rỡ như ngọc trắng. Nếu như Lý Bất Ngôn thấy một màn như vậy, chắc chắn sẽ bật ngón cái tới tiểu thư nhà mình, khen một câu đoán không sai. Người tới, chính là Triệu Diệp Thời. Hắn cười với hai người. Ngồi đi. Tả Chi Phi và Bùi Tiếu cũng không khách khí, một người ngồi bên phải y, một người ngồi bên trái y. Tả Chi Phi bắt chéo chân. Nói, tại sao Hoàng thượng phái ngươi tới? Bùi Tiếu Hử nói. Gạt cả ta, con bà nó ngươi còn là người sao? Triệu diệt thời. Tả Chi Phi duỗi tay trái ra. Ta muốn lòng tính trước mưa, lấy ra đây. Bùi Tiếu duỗi tay phải ra. Ta muốn rượu trần tan lạc 10 năm, lấy ra đây. Triệu diệt thời bật cười. Sao ta lại có hai kẻ dở hơi các người nhỉ? Lý bất ngôn nếu như lại thấy một màn này thì chắc chắn phải nhíu đôi mày nhỏ, chép miệng nói một câu, không đúng, sao cho lại dám uy hiếm chủ nhân. Thẩm trùng, triệu diệt thời hô. Mau lấy đồ ra, nếu không lấy ra, hai người bọn họ sẽ nuốt sống ta đấy. Nam tử giỏi võ nghe tiếng kêu thì đi tới, đặt đồ ở trên bàn, đang muốn xoay người thì bị tả chi phi bắt lấy tay. Mũi tên hôm nay của người xước qua mặt cô nương nhà người ta, người muốn hù chết ta hả? Xin lỗi tà tam gia. Thẩm trùng hơi biến sắc. Là do cô nương kia thân thủ quá nhanh, mũi tên này ta đã tỉnh toán rồi, nếu như. Được, được, được rồi. Tà tam gia sợ nhất nghe thẩm trùng nói đến kỹ thuật bắn tên, công phu gì đó, đau cả đầu. Đi nói với chu thanh nhà ta ấy. Vâng. Thẩm trùng vừa đi, trong phòng chợt yên tĩnh không tiếng động, không khí cũng dần dần động lại. Trong khổ mua vui, vui cũng chỉ bất chợt. Trong lòng ba người đều hiểu rõ, chuyện tiếp theo họ muốn nói là gì, và phải đối mặt với chuyện gì, chắc chắn là không hề thoải mái. Uống hết nửa chén trà, Triệu Diệp Thời mở miệng trước. Hôm nay làm chủ sự xét nhà quý phủ, là ta hôm qua quỳ ở ngự thư phòng hai canh giờ mới xin được. Hắn cười khổ. Không thông báo cho các ngươi là bởi vì không kịp thông báo. Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu hai mặt nhìn nhau, miễn cưỡng nở nụ cười. Cần gì phải vậy, chân của ngươi vốn đã. Phụ thân không nói giúp quý gia, khiến cho người mất lòng tin rồi, nếu ta không đến thì chỉ khiến lòng người càng lạnh lẽo hơn. Triệu Diệp Thời nhìn Bùi Tiếu, "Huống chi quý gia chứ đâu phải nhà khác, hai canh giờ thì tính là gì, có một đêm ta cũng quỷ." Triệu Hoài Nhân. Bùi Tiếu chỉ cảm thấy trái tim đã nguội lạnh mấy ngày này chợt trở nên ấm áp. Triều Đình đang điều tra chuyện tham ô của Quý Lăng Xuyên, hai ngày trước Tạ Ngũ Thập đã nhận được tin, Tạ Ngũ Thập có thể nhận được tin, Thái tử Trương Gia bên kia cũng không phải không biết. Hai ngày rồi, Thái Tử và Trương Gia không hề có động tĩnh gì, có thể thấy được cậu hắn đã là một đứa con bị bỏ rơi, nhưng chưa từng nghĩ, thời điểm mấu chốt này Thái Tôn đã đứng lên. Triệu diệt thời vỗ vai hắn, như đang nói với hắn, lại như đang tự lầm bẩm Từ nhỏ đến lớn, ta không biết đã nghe tới bao nhiêu lần xét nhà diệt tộc, chống vỡ vạn người đấm, ta chỉ không muốn ngay cả người như Trương Phi cũng đến đấm một quyền. Không đành lòng, cũng nhìn không được. Bùi tiếu quay mặt đi, không muốn người khác nhìn được vẻ thất thố trên mặt. Không nói những thứ này nữa. Triệu Diệp thời thu tay về, cúi đầu ho một tiếng. Các người biết lấy được bao nhiêu bạc từ quý ra không? mươi 92, tranh chấp triều chính. Triệu Diệp thời cười gần một tiếng. Mười vạn tám ngàn lượng bạc trắng, một vạn lượng vàng. Tả chi phi thầm tính toán, kinh ngạc nhìn bùi tiếu. Nhiều vậy sao, ngươi nói lời này, có thể đừng nhìn ta không?" Bùi Tiếu bị hắn nhìn đến sừng sốt. "Sao giống như ta tham ô vậy, một lượng bạc cũng không vào túi ta nhé." Tạ Chi Phi chậm rãi quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn Triệu diệt Thời. Triệu diệt Thời hiểu được thâm ý trong mắt anh. Công việc béo bở này của Quý Lăng Xuyên là thông qua Trương Gia mới ngồi lên được, hắn có thể tham ô nhiều như vậy, vậy thì số tiền rơi vào Trương Gia bên kia lại càng không ít. Hán Vương đúng là nhắm chuẩn điểm này, cho nên mới hao hết tâm tư thậm chí không tiếc động đến lão ngự sử lục thời kia. Con người lục thời làm quan cương trực công chính, thanh liêm, rõ ràng là quan lớn tam phẩm, nhưng vẫn ở căn trạch nhỏ tam tiến, trong trạch cũng chỉ có vài ba trung bộc. Hắn cả đời chưa từng cưới vợ sinh con, sống một mình là vì muốn giữ vững bản thân, là một ngự sử công bằng. Cũng chính bởi vì hắn cương trực như thế nên hoàng đế mới đặc biệt xem trọng hắn, những người tham ô bị hắn sờ thì gần như đều là chạy trời không khỏi nắng. Nghĩ tới đây, Triệu Diệp thời nện một quyền lên bàn. Ta lại không biết lá gan bọn họ lớn như vậy, dám tham ô nhiều như thế. Tả Chi Phi mắt sáng tay nhanh, đỡ lấy một chung trà sắp đổ. Chuyện đương nhiên như thế, lúc này tính nợ cũ thì có nghĩa lý gì, phải lo tương lai mới đúng. Đúng, thế này mới là đúng nhất. Bùi Tiếu nói tiếp, Triệu Diệp thời trầm mặc thật lâu, nói. Lúc này mọi người đều bị nhốt ở Bắc Ti, Hoàng đế hạ lệnh hình bộ, đô sát viện, đại lý tự tam ti hội thẩm người chủ thẩm là lục thời và chỉ huy sứ phùng trường tú của cẩm y vệ bùi tiếu cười khổ lục thời là một cái xương cứng đừng nghĩ gặm được lỗ nào về phần phùng trường tú thì càng không được trong lòng trong mắt hắn chỉ có hoàng thượng chẳng bằng ngẫm lại như thế nào làm cho người ta ít chịu chút tội một chút bắc ti là nơi trấn thủ của cẩm y vệ chuyên canh ngục hoàng gia lão đại tên là thái tứ có vài phần giao tình với tạ chi phi tạ chi phi nói ta nghĩ cách lót đường chỗ thái tứ cho. Ngũ thập, triệu diệp thời ngắt lời hắn. Bắc tư ta đã sai người chuẩn bị tốt, bọn họ ở bên trong sẽ không chịu tội lớn, nhưng tội nhỏ khó tránh khỏi. Tả chi phi và bùi tiếu đối diện, tay chân hắn lại nhanh như vậy sao? Quý lăng xuyên bái quan, ta cũng có cảm giác không lành, vì phòng ngừa trước nên ta đã sai người chuẩn bị sẵn rồi. Triệu diệp thời rũ mí mắt. Tính tình phụ thân ta rõ như ban ngày, bất kể là ai, cho dù là trương gia, thì ông ấy cũng sẽ không ra tay cứu đâu. Tham nhũng đã chứng thực, còn cái gì có thể thẩm vấn nữa? Bùi tiếu hỏi, triệu diệp thời cười lạnh lẽo. Hàng trang múa kiếm, ý ở bái công, sao người bọn họ thực sự muốn động vào, là hộ bộ, là phụ thân ta? Sao đại khai nói mấy người làm việc ngoài mặt thì như thế, nhưng ý nghĩ thì lại nhắm vào việc khác ý? Tả chi phi và bùi tiếu tuy rằng đã đoán được, nhưng vẫn ngạc nhiên như trước tranh chấp giữa thái tử và hán vương là chuyện mà mọi người trong quan trường đại hoa đều biết hai người vốn cùng một mẫu thân sinh nhưng tướng mạo tính tình lại là một nam một bắc hoàn toàn không giống như là huynh đệ ruột thái tử tướng mạo giống mẫu thân thân hình đẫy đà hán vương tướng mạo giống phụ thân anh tuấn phi phàm thái tử hỷ văn nhìn thấy đao kiếm đã đau đầu hán vương giỏi võ ngày thường cung tiễn không rời tay cực kỳ am hiểu cưỡi ngựa đánh giặc thái tử tính cách ôn hòa nhân thiện, làm việc không nhanh không chậm, có lý có tình. Hán vương tranh cường háo thắng, làm việc mạnh mẽ vang dội, không có chút lòng dạ đàn bà. Theo lý thuyết thái tử là trường đích, bất kể quy củ và luật lệ của triều đại nào, thì hắn đều là người thừa kế ngôi vị hoàng đế kế tiếp. Nhưng thái tử có một nhược điểm chí mạng, tật ở chân. Nói cách khác, thái tử bị khập khiễng. Nói nghiêm túc hơn một chút, hắn là một người tàn phế người thừa kế tương lai của đại hoa là một người tàn phế điều này khiến lòng hoàng đế tầng giao động tầng giao động thứ hai là hoàng đế cũng xuất thân từ võ tướng nửa đời hành quân đánh trận chiến công hiền hách bởi cái gọi là anh hùng tiếc anh hùng hoàng đế nhìn thấy một thân trang phục võ tướng của hán vương tướng mạo giống hắn như đúc cảm thấy như thấy bản thân hồi trẻ anh tuấn bất phàm uy phong lẫm liệt như thế hắn có thể không thích sao có thể không thiên vị sao sự thiên vị của đế vương không phải chỉ là sự thiên vị của phụ thân bình thường đối với con trai, mà nó khiến cho con người sinh ra không biết bao nhiêu dã tâm và dục vọng. Cho nên, Tả Chi Phi và Bùi Tiếu đồng thời ngạc nhiên không phải là sự tranh chấp giữa hai vương, mà bởi vì từ 10 năm trước, cục diện thái tử và Hán vương cũng đã ngươi chết ta sống rồi. Thậm chí Hán vương còn từng chiếm thế thượng phong, đưa phần lớn đảng của thái tử vào ngục giam. Nếu không phải mấy vị lão thần liều chết đảm bảo không phải hoàng đế hạ thủ lưu tình thì thái tử đã sớm thành hoa người của hôm qua rồi bọn họ ngạc nhiên là vì khó khăn lắm mới được yên tĩnh nhiều năm như vậy thế mà hán vương lại ngóc đầu trở lại tôi nghi vụ cuối chị yến làm là quan tài hoàng đế éo khép được ha nước mất nhà tang hán vương khí thế hung hãn khiến tạ chi phi suy nghĩ cẩn thận một chút chuyện yến tam hợp cho dù trong lòng hắn không muốn nói thì lúc này cũng không thể không nói mà vừa vặn triệu diệc thời buông chén trà trong tay xuống ngũ thập hai cô nương kia rốt cuộc là người gì của tả phủ ngươi tả chi phi cực kỳ sàng khoái không dừng lại một giây dáng dấp xinh đẹp tên là yến tam hợp biết công phu tên là lý bất ngôn các nàng có quan hệ chủ tớ quả thực mới từ phủ vân nam tới kinh thành vài ngày cũng quả thực không hiểu quy củ lắm điểm này ta làm chứng bùi tiếu xoa xoa tay triệu diệc thời vươn cánh tay dài ôm lấy cổ bùi tiếu vậy ngươi nói xem bọn họ tới kinh thành làm gì bà nó hắn cha được hết rồi sao bùi tiếu nhìn tạ chi phi giật giật khóe mắt sau đó cười lộ ra hàm răng trắng chuyện đó nói ra rất dài dòng không sao chúng ta còn cả đêm dài lận mà bùi tiếu vội ôm lấy chính mình bùi gia bán nghệ không bán thân hoàng thái tôn đừng sằng bậy ngũ thập thì sao cũng là bán nghệ không bán thân à triệu diệt thời quay mặt đã chi phi nghiến răng nghiến lợi. Tam gia vừa bán nghệ, vừa bán thân, hắn bán thân, để cho hắn nói. Bùi tiếu thở phào nhẹ nhóm, sau đó lại nặng nề thở dài. Hoài nhân à, không phải ta không muốn bán, thật sự là miệng mồm ta không tốt, nói không rõ được. Còn miệng mồm, ngươi tưởng mình là heo à. Triệu diệp thời gõ đầu anh. Đừng gõ nữa, ta đã ngu lắm rồi. Bùi tiếu thầm nói, ta ở trước mặt yến tam hợp, chính là con heo mấy người đùa qua dỡn lại một hồi là không muốn không khí trong khoang thuyền lại trầm xuống. Tả Tam ra nhíu mày nghiêm mặt. Hoài Nhân, việc này quả thực nói ra rất dài, hơn nữa sớm nhất phải từ phụ thân ta. giọng nói trầm thấp sâu lắng, kèm theo gió đêm của sông vĩnh định vang lên. Dần dần đôi mắt hẹp dài của Triệu Diệp thời tối đen như ban đêm, bên trong có đủ các loại cảm xúc dâng lên. Một chữ cuối cùng vừa đúng lúc ngọn nến đột nhiên nhảy dựng lên, phát ra một tiếng bíp. Triệu Diệp thời cảm thấy sự lạnh lẽo từ dưới chân sông thẳng lên người. Nói cách khác, giọng nói của hắn mang theo chút run rẩy, chỉ cần hóa giải tâm ma của Quý gia lão phu nhân thì Quý gia còn có thể cứu sao? Tạ Chi Phi gật đầu, điểm này hắn tin tưởng không nghi ngờ. "Chờ chút." Bùi Tiếu đột nhiên lên tiếng. Tạ Chi Phi ngước mắt lên. "Sao? Chẳng lẽ không phải?" Chương 93, quen biết. Nàng từng nói một câu, ta không biết nên giải thích thế nào. Bùi tiếu nhớ lại nói. Nàng nói cho dù quan tài của lão phu nhân có đóng được thì chỉ cần nhìn cái hồ tâm của quý phủ, thì việc bãi quan cũng là kết quả sớm muộn thôi. Ý tứ của lời này không khó giải thích. Tạ chi phi thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhìn ra hồ tâm kia quá xa hoa, đoán được quý lăng xuyên ở chốn quan trường sẽ không quá sạch sẽ. Đã như vậy, chia làm hai đầu đi thôi. Triệu diệt thời chậm rãi nói. Phía yến tam hợp giao cho các ngươi hai người các ngươi toàn lực phối hợp chuyện khác giao cho ta thế nào hai bút cùng vẽ hai chân cùng đi đây là cách ổn thỏa nhất tạ chi phi và bùi tiếu không hẹn mà và gật đầu cần ta làm gì bảo chu thanh trực tiếp thông báo cho thẩm trùng triệu diệt thời đứng dậy đưa tay đi tới bên cửa sổ giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi bùi minh đình đang yên đang lành gọi tên đầy đủ của ta làm gì đáng sợ quá triệu diệt thời xoay người nhìn gương mặt hơi kinh ngạc của bùi tiếu, ngần từng chữ. Chuyện của quý gia, ta sẽ dốc hết toàn lực, nếu kết quả. Ngươi đừng trách ta. Tựa như một nhát búa bổ vào tim bùi minh đình, hắn chợt biến sắc. Hắn quen biết với triệu diệp thời quả thật là do cơ duyên xảo hợp. Năm bảy tuổi, hắn theo quý lang xuyên đến trương phủ ăn rượu mừng, tiệc rượu của người lớn thực sự rất chán, hắn lại không có mấy người quen biết. Vì thế thừa dịp người ta không chú ý bèn trượt xuống bàn té đi hậu hoa viên trương gia rất lớn, trên một hàng rào trong vườn có treo mấy con thỏ vừa lột ra. Thịt thỏ thơm quá. Tính hắn nghịch ngợm, bèn tìm một nơi không người, làm một đống củi khô, dựng thỏ lên nướng. Lần nướng này, không ngờ lại đưa một tiểu công tử xinh đẹp tới. Tiểu công tử rất đẹp, làn da rất trắng, đôi mắt to tròn lẳng lặng và yên tĩnh. Bùi tiếu thầm nghĩ người đẹp thì đẹp, nhưng không thể để cho người phá hỏng chuyện tốt của bùi tiểu ra đây được. Vì thế tay hắn quẹt dầu trên người con thỏ, lại quẹt lên mặt tiểu công tử xinh đẹp kia. Ha ha ha, ngươi bị dính mùi thịt thỏ rồi, nếu có ai hỏi đến thì ta sẽ nói ngươi là đồng bọn của ta. Nào biết tiểu công tử xinh đẹp kia không sợ hắn hù dọa, còn vô liêm xỉ nói ra điều kiện. Được rồi, bốn chân thịt thuộc về ta, cái khác thuộc về ngươi, nếu không. Đúng là người tầm thường, chân thỏ thì có gì ngon, đầu thỏ mới ngon nhất. Coi như là đạt được thỏa thuận. Thịt nướng xong, một đứa gặm đầu, một đứa gặm chân, miệng đầy dầu mỡ. Ăn xong, tiểu công tử xinh đẹp kia lấy ra một cái khăn ra lau miệng, lau tay, vẻ mặt yêu nhã nói. Ngươi đi đi, nơi này giao cho ta. Mẫu thân ơi, không chỉ đẹp mặt mà còn hang hái dọn dẹp tàn cục nữa. Ngươi tên gì? Hắn hỏi. Triệu diệt thời. Hắn đáp. Ta tên Bùi Tiếu, Tiếu là cười ấy. Phụ thân ngươi là Bùi Ngụ. Làm sao ngươi biết? lần sau nói cho ngươi biết hay là suy nghĩ lần sau ăn cái gì mới là chuyện đứng đắn có thể nếm thử gà nướng cứ quyết định như vậy đi hắn mới đi được vài bước lại quay đầu triệu diệt thời cho ta mượn khăn triệu diệt thời nhìn cái miệng đầy dầu mỡ của hắn mặt ghét bỏ lắm nhưng vẫn móc khăn ra lau xong thì ném đi hắn ừ một tiếng vừa lau miệng vừa hùng hùng hồ hồ chạy đi trở lại bữa tiệc tiệc rượu còn chưa kết thúc sân khấu kịch đã hát lên, hắn và cậu nghe xong thì rời khỏi trương phủ. Hắn nhớ cách tên bệnh tật méo mó tiểu ngũ thập ở tả phủ nên kêu cậu đưa hắn tới tả phủ. Hắn lăn lộn ở trong phòng tiểu ngũ thập một đêm, ngày hôm sau mới về nhà, không ngờ vừa tới cửa đã đụng phải ông bô mà nhà mình. Lão tía đêm qua đột nhiên bị gọi đi khám bệnh, bận rộn suốt một đêm mới trở về. Phụ thân, ai bị bệnh thế? Con trai trưởng của phụ thái tử, bệnh như thế nào? ăn rượu mừng ở trương phủ, trở về bèn nôn mửa, kinh động đến cả hoàng thượng, ra lệnh cầm y vệ điều tra rõ tiệc rượu của trương phủ. Cha được cái gì rồi? Nói là cha được một đống xương thỏ ở hậu hoa viên. Hắn như bị xét đánh, tim muốn ngừng đập luôn. Cũng không có chuyện gì lớn, Thái Tôn nói là thèm thịt thỏ, thừa dịp không có người bên nhóm lửa nướng ăn, nào biết nướng không chín, nên mới bị đau bụng. Hắn, 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 có đồng bọn hay không? Còn đồng bọn cơ, nếu thật sự có đồng bọn thì hoàng thượng có thể bỏ qua sao, đã sớm bắt đi cho hậu đại hình rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trái tim lại bắt đầu nhảy nhót. Phụ thân, Thái Tôn tên là gì? Trịnh Diệt Thời. Bà nó, ha ha ha, buổi tiếu 16 tuổi, hai mí mắt đồng thời nhảy dựng lên. Triệu Diệt Thời, người cũng thật con bà nó đủ huynh đệ, đủ nghĩa khí. Huynh đệ này, tiểu bùi ra ta kết chắc rồi chuyện tiểu bùi gia đã quyết thì không có chuyện gì không làm được. Giống như lúc trước hắn kết giao với tạ ngũ thập vậy, chỉ cần bốn chữ sống chết bám giết. Nếu như chắc chắn phải thêm vào bốn chữ, đó chính là phải vô liêm sỉ. Nhắc tới cũng là trùng hợp, hoàng đế cho tìm người bồi đọc với thái tôn, hắn bèn lập tức giật dây lão tía đi tranh thủ. Lão tía vừa thấy trường tử bất tài của mình cuối cùng cũng muốn tiến bộ, nào có đạo lý không đồng ý, vội vàng mang theo hậu lễ kéo quý lăng xuyên đến trương gia. Sau đó, tiểu bùi gia làm bồi đọc cho Thái Tôn. Sau đó hai người biến thành ba người. Về sau, ba người biến thành tam giác sắt. Cuộc đời vừa ngắn vừa khổ. Bùi tiểu gia hắn văn không thể an bang, võ không thể định quốc, đời này chỉ muốn trợ giúp triệu diệp thời leo lên hoàng vị, sau đó cùng với tạ ngũ thập. Ăn nằm chờ chết, vẫn là ăn nằm chờ chết, vẫn là nằm ăn chờ chết. Yến Tam Hợp bị đói tỉnh. Bất ngôn, ta muốn ăn cơm, không còn sức nữa. Lý Bất ngôn vươn tay vất người lên, lại nói với bên ngoài. Thang viên, cô nương nhà ngươi sắp chết đói rồi, nhanh lên. Thực ăn vẫn luôn hâm nóng trên lò bùn đỏ, thang viên rất nhanh đã dọn xong. Lý Bất ngôn kéo người lên ghế, lại nhét đũa vào tay Yến Tam Hợp. Ăn đi, ta ăn rồi. Yến Tam Hợp nhận lấy đũa. Ta ngủ mấy canh giờ rồi. Ba. Bây giờ là, đã qua giờ tí, ta mệt muốn chết. Yến Tam Hợp nói xong câu này, thì bắt đầu dùng cơm. Miệng thì nói sắp chết đói, nhưng vẫn ăn rất chậm rãi, mỗi một miếng đều nhai rất kỹ rồi chậm rãi nuốt, không vội vàng chút nào. Thang viên nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, lại cố ý hỏi. Cô nương, là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Lý bất ngôn thấy Yến Tam Hợp ngậm thức ăn trong miệng, cười híp mắt nói. Nàng ăn cơm lúc nào cũng vậy đấy ta đi pha ấm trà nóng cho cô nương. Không cần. Yến Tam hợp nhai sạch cơm nuốt xuống, nói. Ngươi đi truyền lời, ta muốn gặp Tam gia. Lúc này sao? Không cần sợ, ngươi chỉ cần đi. Vâng. Nàng vừa đi, Lý bất ngôn đưa tay chống má, nhìn Yến Tam hợp cười nói. Nhà đầu kia vừa mới nhìn chằm chầm, chầm ngươi đó. Yến Tam hợp nhíu mày. Ăn một bữa cơm có gì đâu mà nhìn. Ta cũng muốn biết. Lý bất ngôn nghiêng đầu. Ta càng muốn biết đã trễ thế này, ngươi gọi tam gia tới làm gì? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 94, khó dò. Yến tam hợp không giấu giếm nàng chút nào. Ta muốn gặp đứa con gái lấy được trưởng phụ tốt của Ninh Thị, lão phu nhân mà đối đầu với trương gia vì nàng, việc này vô cùng kỳ lạ. Lý bất ngôn gật đầu. Quả thực rất kỳ lạ, nhưng không đến mức trở thành tâm ma chứ. Đúng là không đến mức đó, nhưng ta phải biết vì sao. Yến Tam hợp tập trung suy nghĩ, ta có dự cảm, tâm ma của lão phu nhân e là còn phải đẩy về phía trước. Đẩy về phía trước, đẩy tới khi nào? Trước khi vào Quý gia, lâu như vậy sao? Trước khi lão phu nhân vào Quý gia, tính ra thì tầm 50 năm trước, khúc mắt của 50 năm trước thành ma, chuyện này. Ly bất ngôn không hiểu rõ được mùi vị trong lòng mình bây giờ là gì nữa. Yến Tam Hợp cũng không nói nữa, nghiêm túc ăn cơm trước mặt. Trong bát còn dư lại một miếng bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu nhìn Lý Bất Ngôn, khẽ cắn môi nuốt miếng thức ăn kia xuống. Đáy mắt Lý Bất Ngôn hiện lên một nụ cười vô hình. Người này là thế đấy, trước mặt người ngoài vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, miếng cuối cùng rõ ràng ăn không vô, nhưng vẫn sẽ kiên trì ăn, cho dù ăn vào thì dạ dày sẽ không thoải mái cả đêm. Chỉ có ở trước mặt nàng thì mới để lộ ra mặt mềm mại nhất kia. Còn nhím đó, thực ra cũng như nói về yến tam hợp nàng người tiến vào cũng không phải là tả tam gia, mà là tạ mập. Tạ mập đội một cái đầu ổ gà, hiển nhiên là vừa mới từ trong ngực chu công dẫy thoát. Yến cô nương, tam gia còn chưa hồi phủ, đi tìm hắn về, ta có chuyện quan trọng, không thể chậm trễ. Tam gia hôm nay e là sẽ không về. Tạ tổng quản mặt lộ vẻ khó xử. Cô nương yên tâm, lão nô sáng mai sẽ chờ ở cửa phủ, tam gia vừa về lão nô lập tức mời ngài ấy tới. Quý gia vừa bị xét nhà, Hắn đã suốt đêm không về, là đi tìm Phong lưu hay là? Yến Tam hợp sâu xa nhìn Tạ Mập một cái, xoay người đi vào trong phòng. Tạ Mập thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lúc vô tình nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy Lý Bất Ngôn nhếch môi. "Tạ tổng quản, trốn câu lan của kinh thành, nữ tử có đi được không?" "Tạ tổng quản." "Lý Bất Ngôn, có tướng công Thanh Tú tiếp khách hay không?" "Tạ tổng quản." "Lý Bất Ngôn, đúng rồi." chơi một đêm như tam gia thì tốn bao nhiêu bạc. Tạ Tổng Quản, có người còn sống, và hắn thì đã đã chết, là bị hù, hù chết. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, tả tam gia nhảy từ trên xe ngựa xuống, mặt trắng bệch, mắt đen xì, trên mặt ỉn hai dấu son môi đỏ mỏng, dáng vẻ như yêu tinh hút khô tinh huyết vậy. Tam gia ơi à! Tạ Tổng Quản trông mòn con mắt vội và nghênh đón. Người cuối cùng cũng trở lại rồi, Tối qua yến cô nương ra lệnh cho lão nô tìm ngươi. Tạ Tam gia vốn buồn ngủ thì bị tiếng này đánh thức. Hắn lau mặt, miễn cưỡng nói, "Biết rồi, ta về phòng rửa mặt trước." Tả Tổng quản vừa ngửi mùi son phấn nồng đậm trên người hắn, thì trong lòng tự nhủ Tam gia cái gì cũng tốt, chỉ là hay thích chạy tới sông Vĩnh Định quá. Nam nhân không thể dính vào hai thứ, một là bánh bạc, hai là sắc. Tam gia thì hay rồi, gì cũng dính. Hai Lão gia, đại gia không lo nữa thì thực sự sẽ bị vết sạch thân thể, thành quỷ đoàn mệnh mất thôi. Lão tam. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tả Nhi lập đứng dưới hành lang, bên cạnh hắn là Tả Đạo Chi đang trợn tròn mắt. Tả Chi phi ngáp một cái, vung hai cánh tay tiến lên hành lễ. "Phụ thân, đại ca, sớm như vậy đã đi nhà môn rồi sao?" Tả Đạo Chi chỉ hận rèn sắt không thành thép, lại không nỡ mắng, vung tay áo minh ngang rời đi mắt không thấy thì tâm không phiền. Lão tía mặc kệ thì kẻ làm đại ca cũng phải nói hai câu thôi. Tả nhi lập nhìn dấu môi đỏ mỏng trên mặt lão tam, nhịn không được quát lớn. Y quan không chỉnh tề chẳng ra làm sao. Đại ca, tả tam ra đưa tay về phía trước, ra dày thịt dày cười giả lả. Hôm qua thua hai ngàn lượng, nghèo muốn chết, huynh giang hồ cấp cứu một chút đi. Tả nhi lập vừa nghe lời này, sự tức giận bèn sông lên đỉnh đầu, giơ tay lên. Tả tam ra chủ động đưa nửa bên mặt lại gần. Huynh đánh thì đánh, nhưng đừng đưa thiếu đệ lượng bạc nào cả nhé. Huynh là huynh trưởng của đệ, đệ chỉ có một mình huynh thôi. Còn có thể đánh tiếp sao? Ngón tay tạ nhi lập dí vào người hắn. Đợi ta về sẽ xử lý ngươi. Đại ca, đệ biết huynh thương đệ nhất mà. Đại ca đi thong thả, đại ca về sớm một chút. Tả tam ra liếc mắt, cười như một tên ngốc. Tạ mập, đại ca ta đồng ý rồi đấy. Lát nữa bảo bên sổ sách đưa hai ngàn lượng tới đây. Tạ Mập. Còn không mau đi. Tạ Tam ra thấy hắn thất thần bất động, thì giơ chân đá một cái. Tạ Mập tránh nhanh, bĩu môi tâm nói, chẳng đánh chẳng mắng gì cả, đúng là cương chiều tới hư luôn. Cương chiều tới hư sao? Màn kiệu vừa hạ xuống, ánh mắt hai phụ thân con nhìn nhau, hai người đều nhìn ra chuyện trong đầu đối phương nghĩ. Thật lâu sau, Tạ Đạo chi trầm giọng nói, tối nay lấy thiếp mời của ta, mời Bùi Thái Y tới một chuyến, bắt mạch cho Tam đệ ngươi khí sắc nhìn không được tốt, chỉ sợ là cả đêm không ngủ. Tạ Nhi lập miễn cưỡng nở nụ cười. Lão Tam tối hôm qua đi đâu, gặp người nào, hắn và phụ thân đều biết rõ ràng, diễn là diễn cho người khác xem, tất cả đều là vì Tạ gia. Phụ thân thân là đại thần nội các, nhất cử nhất động đều ở dưới mí mắt người khác. Những năm này có thể lấy được lòng đế vương, hoàn toàn là việc không nghiên về bên nào. Sự thiên vị của hoàng đế đối với hán vương, người đời đều biết nhưng thái tử lễ nghĩa hiền đức, người đời cũng đều biết. Chỗ vi diệu trong đó không phải dăm ba câu là có thể nói rõ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lão Tam và Hoàng Thái Tôn kết giao qua lại hắn và phụ thân đều chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, không phản đối, không đồng ý, không nói lời nào. Cũng may trong lòng Lão Tam cũng hiểu được, không để mọi việc lộ ra ngoài, chỉ âm thầm giúp đỡ trong bóng tối. Nghĩ tới đây, Tạ Nhi lập hỏi. Phụ thân, còn có một chuyện không rõ. Nói đi, Hoàng thượng lần này mặc cho Hán vương động đến quý gia, chẳng lẽ lại muốn phế thái tử sao? Lời này to gan cực kỳ, nếu bị người khác nghe được, thì đó là một chữ chết, nhưng đây cũng là chuyện tả đạo chi trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn vuốt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thật lâu sau thở dài một câu. Lão đại, lòng vua khó giò. Lúc tả đạo chi cảm thán lòng vua khó giò, lão tam nhà hắn cũng đồng thời cảm thán một câu lòng nữ nhân kim đáy biển chỉ một đêm không gặp khuôn mặt vốn đã không có nhiệt độ gì lúc này lại lạnh như băng chuyện đó tả tam ra xoa xoa tay cực kỳ cẩn thận làm như chuẩn bắt đầu giải thích tâm trạng minh đình không tốt ta và hắn ra ngoài tiêu khiển không làm gì chỉ đi thuyền nghe một khúc nhạc đánh bài giải khuây thôi ngươi không cần giải thích những chuyện này với ta yến tam hợp giọng nói càng lạnh ta muốn gặp con gái của Ninh Thị, cái vị mà lão phu nhân phản đối làm thiếp kia. Việc này đơn giản, để ta sắp xếp. Tả Tam gia còn muốn nói thêm vài câu, Yến Tam Hợp đã không kiên nhẫn. Thang viên, tiễn khách. Vậy là tiễn khách rồi sao? Vậy Tả Tam gia ta cứ ở lại không đi đấy. Chương 95, không hợp. Ra mặt Tam gia, căn bản không biết chữ. Mỏng, viết như thế nào? Hắn liếc mắt nhìn Chu Thanh ngoài cửa, rồi vén áo bào ngồi xuống bàn tròn. Thang viên, bữa sáng hôm nay ta cũng dùng ở tính tư cư, ngươi gọi người mang thêm đồ ăn đến đi. Thang viên nhìn Yến Tam Hợp, không dám động đậy. Tam gia nổi giận. Thế nào, không sai được ngươi à? Thang viên. Vâng. Yến Tam Hợp bình tĩnh nhìn chủ tớ hai người diễn trò. Diễn xuất của nhà đầu thang viên này dù sao vẫn còn non nớt một chút. Về phần họ tả dùng lời của Lý Bất Ngôn nói thì cái giải ốt sờ ca gì đó nợ hắn một cái tượng vàng. Tả Tam gia cũng không biết đáy quần mình đều đã bị người khác nhìn thấu, rất nghiêm trang nói. Hôm nay sẽ có tin tức của Trần Mụ Mụ, nhanh vậy sao? Yến Tam hợp hơi ngẩn ra. Chuyện Yến cô nương dặn dò, không dám không nhanh. Tả Tam gia khoanh tay, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hai ngày nay ta không đi nha môn, mà sẽ cùng Minh Đình giúp người chấm dứt chuyện của quý lão phu nhân. Yến Tam hợp sờ sờ lỗ tai, cho rằng thính lực của mình xảy ra vấn đề. Ngươi nói cái gì? Ta, Minh Đình và ngươi, cùng kết thúc chuyện của Quý lão phu nhân. Ánh mắt Yến Tam hợp đảo qua trên mặt Tả Tam gia, người này mặc dù sắc mặt không tốt như đêm qua, nhưng ánh mắt sáng ngời, không giống như đang nói đùa. Chuyện của Quý gia, các ngươi không cần lo. Nghe ra được lời này lại là đang thăm dò. Tả Chi Phi cẩn thận 12 vạn phần, cố ý nhún vai nói tiểu dân chúng chúng ta, đâu lo được chuyện xét nhà khiến trời đất sụp đổ kia. Người cứ diễn đi. Yến Tam Hợp trong lòng cười gần một tiếng, ánh mắt nhìn về phía tạ chi phi có vài phần vi diệu. Tạ chi phi rất thoải mái, mặc cho nàng đánh giá. Một người có hàm dưỡng tốt là ở chỗ này, cho dù trong lòng đã rõ mười mươi nhưng cũng sẽ không hỏi nhiều một câu, trong lòng mọi người cũng đều hiểu được. Lý bất ngôn đứng bên cạnh xem xong cảnh này, không khỏi này ra nghi vấn, một con hồ ly được đấu pháp với một con hồ ly cái, ai sẽ thắng đây? Đúng lúc này, thang viên mang theo hộp thức ăn đi vào. Sau lưng nàng còn có Chu Thanh vừa mới quay về. Tạ Chi Phi thấy Chu Thanh trở về thì thay đổi nét mặt. Có tin của Trần Mộ Mụ rồi phải không? Ra đoán chuẩn rồi, người đã trên đường đến Kinh Thành, sợ phải ngày mốt mới đến. Ngày mốt, chúng ta đi đón. Yến Tam Hợp quyết định thật nhanh. Như vậy tiết kiệm thời gian. Lần này ngồi xe ngựa, trời có sập xuống cũng không được cưỡi ngựa. Tạ Chi Phi chỉ vào cái chán còn chưa chóc phẩy của cô. Đừng cò kè mặc cả với ta, không thương lượng. Còn không cho thương lượng. Yến Tam hợp giật giật mí mắt, mặt thoáng trầm xuống, hắn cho rằng hắn là ai. Yến Tam hợp. Tạ Chi Phi cực kỳ chân thành. Đừng ỉ vào tuổi trẻ mà không coi trọng sức khỏe thì, ngươi không đau lòng cho mình thì lão tổ tông nhà ta còn sót cho ngươi đó. Ngươi nói nếu ngươi xảy ra chuyện gì thì lão tổ tông nhà ta sống thế nào đây? Ngoài miệng nói lão tổ tông sống thế nào đây, biểu cảm trên mặt lại là "Tam gia ta cũng sống không nổi, tam gia ta cũng cực kỳ đau lòng." Chấm. Ngón tay Yến Tam hợp dùng sức móc góc bàn. Móc một lần không đủ, lại móc thêm. Lý Bất Ngôn nhìn dáng vẻ nghẹn hỏng của Yến Tam hợp, trong lòng vui vẻ, một hiệp này, hồ ly được thắng, thắng nhờ mặt dày. "Tiểu thư, ngồi xe ngựa đi." Lý Bất Ngôn vội vàng đưa. "Cái thang qua." để Yến Tam Hợp có thể theo xuống. Ăn cơm, nửa canh giờ sau xuất phát. Yến Tam Hợp chừng tạ chi phi một cái, xem như đồng ý. Tả Tam gia hiếm khi chiếm thế thượng phong một lần, trong lòng cũng vui vẻ. Chu Thanh, người mau đi chuẩn bị, thuận tiện thông báo cho Bùi Đại Nhân, bảo hắn nhanh chân lên, đừng có lề mề làm chậm trễ thời gian. Vâng. Chu Thanh xoay người rời đi, lúc đến cửa viện, bước chân dừng lại. Người ngoài cửa viện cũng sừng sốt nhị gia tả bất hoặc nhíu mày tam gia ở đây sao chu thanh đang dùng điểm tâm với yến cô nương sắc mặt tả bất hoặc hơi thay đổi gật đầu với chu thanh đi vào sân thang viên đã sớm nghe được động tĩnh ngoài viện bước nhanh ra đón nhị gia tới rồi tả bất hoặc đưa bình xứ trong tay qua vết thương của yến cô nương sắp chóc phải rồi chờ vải dụng thì bảo nàng bôi thuốc này sớm muộn bôi một lần tầm một tháng là khỏi đa tả nhị gia ta đi trước nhị gia uống chén trà rồi đi không cần ánh mắt tạ bất hoặc hờ hững liếc vào nhà chính sau đó xoay người rời đi nhị gia dừng bước giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng từ sau lưng vang lên tạ bất hoặc khượng lại xoay người trong mắt chứa sự dịu dàng vết thương của cô nương đã khá hơn chưa ừ yến tam hợp gật gật đầu thuốc kia là làm theo cách điều chế trong cung cô nương thử xem đa tả sắc mặt cô nương không tốt lắm, nghỉ ngơi nhiều một chút. Được, vậy, cáo từ, không tiễn. Tả bất hoặc mỉm cười, đi về phía ánh mặt trời. Yến Tam hợp chờ hắn đi xa, mới xoay người. Phút chốc, nàng đụng vào trong một đôi mắt đen như cười như không, chủ nhân của đôi mắt đen tựa vào cửa, khoanh tay, cười rất đê tiện. Yến Tam Hợp bình tĩnh đi ngang qua hắn rồi ngồi trở về chỗ cũ, cầm đũa cúi đầu ăn cơm. Tạ Chi Phi cầm lấy bình xứ trong tay thang viên, nhìn trái ngó phải. Yến Tam Hợp, thuốc tẩy sẹo tốt nhất không phải trong cung. Yến Tam Hợp đầu cũng không ngừng lên. Ngược lại Lý Bất Môn tò mò hỏi một câu. Vậy là ở đâu? Tạ Chi Phi chẳng biết vì sao, cảm thấy Lý Bất Môn chen vào một câu này, càng khiến cho người ta tâm phiền ý loạn. Đầu ngươi lại có sức đâu mà nói nhiều thế. Hắn ho khan một tiếng mới nói. Thuốc trị sẹo của bách dược đường có hiệu quả nhất, lát nữa ta kêu bùi tiếu. Có sẹo cũng chẳng sao. Yến Tam Hợp mở miệng. Không cần mất công. Tạ Chi Phi ném bình xứ vào lòng thang viên, ngồi xuống trước bàn, cầm lấy đũa. Yến Tam Hợp, tiện tay thôi, mất công gì chứ? Yến Tam Hợp, ăn cơm đàng hoàng được không, đừng nói gì cả. Tam gia. Lý bất ngôn nhìn chằm chằm tà tam gia hồi lâu, bỗng nhiên mỉm cười. Trước đầu đầu thấy người đưa thuốc trị sẹo cho tiểu thư nhà ta, sao nhị gia vừa đưa tới, người cũng muốn đưa vậy. Tả tam gia, lý bất ngôn. Hai huynh đệ các ngươi là khúc mắc gì khác sao? Khổ khổ khổ. Tả chi phi ho khan dữ dội, mặt ho đến đỏ bừng, không thèm ăn nữa, ném đũa nói. Cháo này không có mùi vị, đầu bếp nào nấu thế, trừ lương đi. Lý bất ngôn cười hề hề. Cháo trắng mà đòi có mùi vị gì? Vị chua đó, chua lè chua lét, ai cho tam gia bình giấm kìa. Tạ Chi Phi vừa nghe đã biết người này là cố ý. Cô nương vậy là không hiểu rồi, cháo trắng cũng có vị, ví dụ như là... Lý bất ngôn nào có tâm tư nghe hắn nói bậy, chân khều khều Yến Tam Hợp dưới bàn. Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn nàng. Lý bất ngôn chớp mắt, nhìn thấy chưa, nhị ra tạ phủ và tam gia không hợp. Yến Tam Hợp, nhìn thấy rồi. Lý bất ngôn, hẳn là mâu thuẫn đích thứ. Yến Tam Hợp, không liên quan đến chúng ta quả thực không liên quan đến chúng ta. Lý bất ngôn cười híp mắt rời tầm mắt, húp một ngụm cháo trong bát. Nhưng ánh mắt ta đã xác nhận có liên quan đến ngươi. chương 96, Thiên vị. Cách tính tư cơ càng xa, bước chân tả bất hoặc càng chậm, cuối cùng dừng lại ở cuối hành lang. Tâm phúc ô hành lặng lẽ đi lên phía trước. Tả bất hoặc thấy hắn, lông mày mới nhíu lại. Ô hành rất rõ ràng trong lòng chủ tử đang phiền cái gì vị yến cô nương thần bí kia từ đâu tới? Vì sao tạ ra muốn trăm phương ngàn kế muốn giữ nàng lại? Tại sao nàng có thể chạy ra ngoài như một nam nhân? Rất nhiều chuyện đều không nghe ngóng được, lão phu nhân, lão gia bọn họ giấu kín chuyện này. Nếu nếu gạt hết tất cả mọi người thì không sao, nhưng đại gia và tam gia hiển nhiên đều biết rõ tình hình. Chỉ gạt mỗi nhị gia ra. Gia. gia, hôm qua Yến cô nương được bùi gia dẫn tới quý gia, ở quý ra hơn nửa ngày mới trở về. Ô hành. Tam gia một đêm không về, ở sông Vĩnh Định với Bùi Gia, vừa về phủ đã bị tạ tổng quản kéo tới tính tư cư. Tạ bất hoặc. Chuyện quý gia thế nào rồi? Ô hành. Tìm ra không ít vàng bạc châu báu, bây giờ tất cả mọi người đều đã bị nhốt vào Bắc Ti, nghe nói lục đại nhân tự mình thẩm vấn. Tạ bất hoặc nhíu mày không nói. Ô hành lại nói. Ra, chúng ta còn điều tra nữa không? Điều tra ư. Tạ bất hoặc chỉ cảm thấy chữ này hết sức chói tai. Ngươi cho rằng ta muốn đi điều tra sao? Phủ đệ to như vậy, có ai coi ta là nhị gia thực sự của tả phủ không? Bọn họ đều coi ta là loạn thần tặc tử để phòng ngự. Ô hành không dám nhiều lời. Sự ấm ức của gia mình cũng không phải ngày một ngày hai. Xa không nói, chỉ nói gần. Ba thiếu gia trong phủ, đại gia theo con đường khoa đi làm quan. Tam gia không văn không võ, lão gia lại giúp hắn kiếm một công việc ở binh mã ti ngũ thành. Nhị gia thì sao? Nhị gia từ nhỏ giỏi đọc sách, giỏi đến mức ngay cả tiên sinh cũng khen hắn có tiền đồ. Thế nhưng lão gia lại sợ hắn đoạt danh tiếng của đại gia, không cho phép người đi theo con đường khoa cử, chỉ giao cửa hàng, điền trang, mua bán bên ngoài của tạ phủ cho hắn. Sĩ nông công thương, thương nghiệp thuộc hạng mặt đẳng. Trong lòng nhị gia cực kỳ ấm ức. Nếu đúng là loạn thần tặc tử thì tốt rồi sự không cam trong lòng tạ bất hoặc đều hóa thành tức giận. Kiên nhẫn, cắn răng, thứ gì cũng có thể buông xuống, cái gì cũng có thể làm được. Nhị ra. Ô hành vừa nghe lời này, sợ tới mức sắc mặt tái mét, vội thấp giọng nói. Ngươi nói. Tay tạ bất hoặc buông xuống bên người, chậm rãi siết chặt thành nắm đấm. Trái tim con người vì sao chỉ mọc ở bên trái? Cái này, bởi vì nó trời sinh thiên vị. Bên môi tạ bất hoặc hiện lên một nụ cười gần nếu trời sinh đã thiên vị thì ta còn có thể trông cậy vào cái gì đây? Nhị ra, ta không sao, nói vài câu bực tức thôi. Tả bất hoặc buồn bã cười. Ngoại trừ ngươi, lời này ta còn có thể nói cho ai nghe đây? Nhị ra à? Ô hành sốt ruột đến độ nước mắt cũng cũng rơi xuống. Yến Tam Hợp nói nửa canh giờ, thì đúng là nửa canh giờ, ông trời có muộn muộn cũng không đợi. Nàng vén rèm xe, lạnh lùng nói. Xuất phát. Chu Thành hai tay siết chặt dây cương, lòng còn sợ hãi nhìn Tam gia nhà mình. Sao thế, Bùi ra còn chưa tới? Tả Chi Phi cắn răng. Xuất phát. Xe ngựa ở trong hẻm nhỏ chạy không nhanh, Yến Tam hợp nhìn tốc độ này, trong lòng cực kỳ hối hận vì đã đồng ý với Tả Phong Lưu đi ngồi xe ngựa. Chạy ra khỏi hẻm nhỏ, tốc độ xe bắt đầu nhanh lên, rất nhanh đã tới cổng thành phía bắc. Lúc này phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, không cần nghĩ cũng biết là tên bùi tiếu tên kia mang theo tâm phúc đuổi tới. Xin lỗi, nửa đường đi lấy thuốc, còn mua chút đồ ăn. Có lẽ là định ra khỏi thành, nên vẻ mặt bùi tiếu rất hưng phấn. Yến tam hợp, ta mua hai con vịt quay long hưng ký lận đó, lát nữa người nếm thử một miếng, ngon chết người luôn cho coi. Hắn đi làm việc này đi du sơn ngoạn thủy thế. Yến tam hợp nhìn Lý bất ngôn một cái, Lý bất ngôn vội vén rèm nói. Chu đại hiệp, quất roi lên, cho ngựa chạy, nếu ngươi không được thì để ta. Ta không được ư. Chu thành vừa rút dây cương, xe ngựa đã lao như mũi tên rời cung. Còn nữa, bùi đại nhân. Giọng lý bất môn xuyên qua gió bụi. Đi ra ngoài lương khô là lựa chọn đầu tiên, ngươi lại mang hai con vịt qua hề hề hề. Trên lưng ngựa, bùi tiếu hỏi. Tả ngũ thập, nàng ta cười hề hề gì đấy? Không biết. Tả chi phi dùng sức kẹp hai chân, quất soi ngựa. Nhanh lên đừng để cô nương người ta chê cười đùa ta à bùi tiếu tức giận trợn trắng mắt lát nữa ta cho người xem thế nào là người và ngựa như một đi người ngựa hợp nhất đâu không thấy nhưng người ngựa cùng ngã là có thật bốn canh giờ sau đường đường là quan viên lục phẩm tăng lục đạo bùi đại nhân nằm bò trên cỏ như một con chó chết tạ ngũ thập đáng chết không thể nhắc nhở hắn một câu là cưỡi ngựa chạy ba ngàn dặm sẽ khiến mông hắn bị mài rách sao mài rách vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là đụng vào trứng của hắn. Thật con bà nó đau. Hoàng kỳ vui vẻ chạy tới. Ra, ăn cơm, ta đỡ người dậy. Cút ngay, bảo tả ngũ thập tới đây, ra có chuyện muốn nói với hắn. Hoàng kỳ lại vui vẻ chạy qua, gọi tam ra tới. Tả tam ra ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn khuôn mặt đau khổ không chịu nổi kia, vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi còn cười, ngươi sao có mặt mũi cười được. Tả ta Tam gia nhìn mấy người vây quanh dòng suối nhỏ, thấp giọng nói: "Ta đỡ ngươi dậy, lát nữa ngươi ngồi xe ngựa, ta bảo lý bất môn cưới ngựa." "Không được, vì sao không được? Ngươi để mặt mũi ta ở đâu? Mặt và mông, ngươi nói xem, nên bảo vệ cái nào?" Khóe miệng Bùi Tiếu co rút hồi lâu. "Ta bảo vệ cái mông." Tả ta Tam gia cười cười không nói gì, khom lưng đỡ người dậy. Bên dòng suối lúc này đã nhóm lên hai đống lửa, một đống nấu nước một đống nướng lương khô. Trong tay Hoàng Kỳ nướng vịt quay, vịt quay gặp lửa thì túa dầu ra ngoài, mùi thơm chui thẳng vào trong mũi. Bùi tiếu không mùi được, bèn đứng dựa vào thân cây, ánh mắt xẹt qua bánh bao khô trong tay chủ tớ Yến Tam Hợp, thầm nghĩ đây mà là cho người ăn sao. Một con vịt quay nướng xong, Hoàng Kỳ ngẩng đầu nhìn chủ tử nhà mình, ánh mắt chủ tử liếc về phía Yến Tam Hợp, Hoàng Kỳ vội vàng đưa vịt quay qua. Hai vị cô nương dùng trước đi yến tam hợp trả lời không lưu tình không cần chê vịt quay của ta ư bùi tiếu nổi giận đưa đây ta ăn hoàng kỳ bẻ một cái chân vịt đưa qua bùi tiếu cắn một miếng miệng đầy dầu mỡ thơm quá tạ ngũ thập ngươi làm một cái chân đi tạ chi phi nhìn yến tam hợp ngươi ăn đi hờ vịt quay của ta có độc hay là gì chứ bùi đại nhân lý bất ngôn cười nói đi ra ngoài vẫn cẩn thận vẫn hơn Ngươi vừa mới uống nửa bình nước lạnh, lúc này lại ăn nhiều dầu mỡ như vậy, cẩn thận tiêu chảy. Dạ dày bùi đại nhân ta là dạ dày sắt. Bùi tiếu cười gần một tiếng, dùng đầu gối đụng chạm tạ chi phi, cố ý nhắc nhở. Tạ ngũ thập, chúng ta còn mấy canh giờ thì sẽ sập mấy người trần mụ. Ít nhất còn phải chạy thêm bốn canh giờ nữa. Tạ chi phi ho khan một tiếng, cười nói với Lý bất ngôn. Lý cô nương, lát nữa làm phiền cô cưỡi ngựa, để Minh Đình ngồi xe đi. Lý bất ngôn rất sảng khoái. Ta không có ý kiến, chỉ xem tiểu thư nhà ta có đồng ý hay không thôi. Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Yến Tam hợp. Chương 97, mất mặt. Nam nữ chưa thành thân ngồi cùng một xe, nói ra thế nào cũng không thích hợp. Yến Tam hợp hờ hững nhìn Bùi Tiếu một cái, ngươi đính hôn chưa? Bùi Tiếu không biết nàng có ý gì, thành thật lắc đầu. Được, ý ngươi là sao? chẳng lẽ ta đính hôn rồi thì nàng không chịu ngồi chung một xe với ta? Nam tử chưa thành hôn chẳng thể so được với nam tử đã thành thân, dễ khiến người người ta hiểu lầm. Bùi tiếu yên lặng cầm một cái chân vịt, xoay người đi ra xa. Bà đồng ơi, ta không hiểu, ta vẫn nên tránh xa họ một chút thì tốt hơn. Lúc này, tạ chi phi đi tới bên cạnh Yến Tam Hợp, ho khan một tiếng. Làm gì đó, Yến Tam Hợp nheo mắt nhìn hắn, Tạ Chi Phi lấy từ trong ngực ra một bình xứ, nhét vào tay Yến Tam. Dùng cái này, thứ gì đây, thuốc trị sẹo của bách dược đường, ta không cần. Yến Tam hợp trả lại cho hắn. Tạ Tam gia bị từ chối nhưng vẫn bình tĩnh, đôi hoa mắt đào cười cực kỳ xấu xa. Yến Tam hợp, ngươi không được như thế đâu nhé. Thế nào? Làm người không thể bên này nhẹ bên kia nặng đâu. Tạ Chi Phi cười nhe răng trắng, bình tĩnh nhét bình xứ vào tay nàng cần phải công bằng chứ. Yến Tam Hợp. Tiểu thư, ý của Tam gia là kêu người mưa rơi phủ đều đó. Lý Bất Ngôn chen vào. Tả Chi Phi biến sắc, nhưng đầu cười gần với Lý Bất Ngôn. Lý Bất Ngôn nhún vai rất vô tội, ta nói có sai đâu. Tả Chi Phi thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn Yến Tam Hợp, thái độ cực kỳ chân thành. Không có ý gì khác, chỉ không muốn chán ngươi có sẹo thôi, ngươi dùng thử đi, nếu không có tác dụng thì ném cũng không muộn lời này nói ra, cần bao nhiêu ấm ức thì có bấy nhiêu ấm ức, lại phối hợp với hai lúm đồng tiền bên môi tam gia. Yến tam hợp cảm thấy nếu mình ném bình xứ kia thì mình chính là một kẻ ác không biết tốt xấu. Đa tạ. Nàng lạnh lùng trả lời. Khách khí với ta làm gì? Tạ chi phi nhíu mày với Lý Bất Ngôn, cười híp mắt rời đi. Lý Bất Ngôn nhìn bóng lưng dương dương đắc ý của người này, cũng nở nụ cười. Được lắm. Lần này, tạ hồ ly thắng, còn thẳng nhờ khuôn mặt kia. Khuôn mặt này quá tuấn tú, dễ khiến cho người ta mềm lòng. Nghỉ ngơi hồi phục xong, mọi người hoạt động gân cốt, tiếp tục lên đường, đường đi còn bốn canh ra, phải sóc lại tinh thần. Yến Tam Hợp đứng trước xe ngựa, gật đầu với bùi tiếu. Ngươi lên trước đi. Bùi tiếu buồn bực. Vì sao ta phải lên trước? Yến Tam Hợp. Quan tâm người già dạ yếu bệnh tật. Bùi tiếu cắn răng quên đi, nam nhân tốt không đấu với ác nữ. Hắn đỡ tay Hoàng Kỳ vừa muốn leo lên, thì bụng đột nhiên kêu ủng ụp hai tiếng, tất cả động tác đều dừng lại, biểu cảm trên mặt cực kỳ đau đớn. Bùi đại nhân, dạ dày sắt đâu rồi? Yến Tam hợp lạnh lùng cười, xoay người đi tới trước mặt Chu Thanh, rút dây cương khỏi tay hắn, khẽ lật người cưỡi trên ngựa. Ta Tam gia, ta và bất ngôn đi trước. Ý ở ngoài lời, ta không có thời gian đứng đây với đám người các ngươi, lúc thì đau mông, lúc thì tiêu chảy. Đùa đó à, hai con ngựa chạy như bay, sắc mặt tả chi phi chưa bao giờ khó coi như thế. Bùi Minh Đình, con bà nó ngươi không biết suy nghĩ à? Đừng mắng, đừng mắng. Bùi Tiếu ôm bụng khập khiễng đi vào bụi cỏ. Rất nhanh, rất nhanh thôi, cũng không biết ai làm việc giúp ai nữa. Ông đây sai rồi được chưa? Ai dô, đau, ngươi còn mắng nữa, còn không mau giúp ta lấy thuốc. Chu Thanh, đi lấy thuốc cho hắn. Trên mặt Tạ Chi Phi lại thất bất lực. Một màn này khiến cho hắn nghĩ tới chuyến đi đến Phủ Vân Nam không mà ngày đêm kia. Lần đó kẻ kéo dài thời gian là hắn, kẻ vui chơi giải trí cũng là hắn. Vốn còn không hiểu vì sao Yến Tam Hợp không ngồi cùng bàn với bọn họ, thả núp ở trong góc một mình gặm bánh bao lạnh. Bây giờ, trái tim Tạ Chi Phi đập thình thịch. Thật sự không có lý do sao. Tạ Chi Phi rất muốn bình tĩnh nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này một chút thế nhưng trong bụi cỏ bên cạnh lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ui chào! Của bùi đại nhân. Tên khốn kiếp này. Hắn giận dữ quá. Hoàng kỳ, cho ra ra ngươi uống thêm hai viên thuốc. Chu Thanh, ném hết vịt quay còn lại đi, ném hết. Tạ ngũ thập, ngươi là kẻ phá ra chi tử. Ném đi, ném đi. Bồ Tát ơi, cái mặt ra mất trước mặt bà đồng họ Yến có tìm lại được nữa không? Bốn canh giờ chạy nhanh không dừng, Lúc xuống ngựa chân Yến Tam hợp hơi mềm nhũn. Lý Bất Ngôn đang muốn đi đỡ thì một bàn tay to đã giành trước mặt nàng. Động tác Tả Chi Phi rất nhẹ, đầu ngón tay run rẩy. Có phải tên chân rồi không? Có chút, Yến Tam hợp nhận ra nhiệt độ lòng bàn tay nam nhân trên cánh tay, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Tả Chi Phi nở nụ cười, "Ngươi thử động đậy chân, nếu đứng vững được thì ta sẽ buông ta." "Được rồi." Tả Chi Phi buông tay thuận thế chỉ vào khách điếm phía trước. Trần Mộ đang chờ ở bên trong. Bây giờ đã là giờ tỷ ba khắc, trong khách điếm nhỏ còn thắp đen, hai thị vệ một trái một phải đứng ở cửa, ăn mặc như binh mã ti ngũ thành. Phong lưu thì phong lưu, những làm việc cũng tương đối ổn thỏa. Yến Tam hợp tổng kết một câu. Các người đi vào trước, ta hoạt động tay chân rồi đến sau, bất ngôn. Đến đây. Lý bất ngôn ném dây cương cho Chu Thanh, nhảy đến bên người Yến Tam hợp hai người chậm rãi dạo bước gần khách điếm nhỏ. Tà ngũ thập. Bùi tiếu bò từ trên xe ngựa xuống, nhìn hai bóng người ở xa, nhíu mày. Người không phải đã chờ ở khách điếm rồi sao, sao hai người họ không vào, như thế? Ưm. Ừ. Bùi tiếu bị bịt miệng, ánh mắt thể hiện sự kháng nghị mãnh liệt. Tổ tông ơi. Tả chi phi thấp giọng nói. Nàng đang suy nghĩ, đừng đến đó quấy dày. Bùi tiếu chấp chấp mắt, sao ngươi biết? Tả chi phi, đoán, Bùi tiếu, được rồi thầy bói tả, phiền ngươi bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Tả chi phi cảnh cáo nhìn hắn một cái, rút tay ra, nghiêm mặt nói. Ngươi quen với trần mộ, mau đi dặn dò vài câu trước đi. Bùi tiếu ấn ngực. Việc này đơn giản, để ta. Tả chi phi ha hà hai tiếng. Chuyến đi này, ngươi cũng chỉ có chút tác dụng này. Bùi tiếu. Yến tam hợp quả thực không có suy nghĩ. Lúc thân thể sóc này, đầu óc cũng đang sóc này, bên trong rất loạn, nàng phải chậm rãi tỉnh táo lại. Đi xong năm vòng, Yến Tam Hợp đi vào khách điếm nhỏ. Trong khách điếm đèn đuốc sáng trưng, không có một khuôn mặt nào xa lạ, hiển nhiên là đã dọn dẹp sạch sẽ. Trên chiếc bàn vuông bầy mấy chén trà nóng, vẻ mặt trần mụ dại ra ngồi ở trên ghế, cả người đều mờ mịt. Tả chi phi và bùi tiếu, một người ngồi ở trên bàn vuông, một người nằm trên ghế trổng mông lên trời, ánh mắt hai người đều nhìn chằm chằm Yến Tam Hợp vừa mới tiến vào. Yến Tam Hợp ho khan một tiếng. Ta đi rửa mặt trước, ở đâu có nước lạnh vậy? Yến cô nương, nước đá chuẩn bị xong. Chu Thanh tiếp theo lại bổ sung một câu. Tam gia bảo chuẩn bị. Yến Tam Hợp liếc tạ chi phi một cái, đi tới trước chậu rửa mặt, vẩy vài giọt nước lên mặt mình, không lau khô mà ngồi xuống bàn vuông. Giọt nước nhỏ xuống theo gương mặt tái nhợt của nàng, yết hầu tạ chi phi trượt một cái, làm bộ như không có gì. Cần giấy bút không? Không cần. Yến Tam Hợp không vội mở miệng, vừa uống ngụm trà nóng nhuận hồng, vừa cẩn thận đánh giá trần mụ trước mắt. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 98, Vũ Trần. Vũ Trần tuổi tác chừng 60, tóc chải gọn gàng, trên mặt toàn nếp nhăn, miệng hóp vào vì không có răng. Sắc mặt bà tuy mờ mịt, nhưng cũng không câu nệ, mùi cũng rất ra dáng. Vũ Trần sống đến tuổi này, lần đầu tiên nhìn thấy có cô nương trẻ tuổi dám không kiêng nể gì đánh giá bà như thế, trong lòng không khỏi buồn bực. Biểu thiếu gia, Vũ Trần, Vũ đừng sợ. Bùi biểu thiếu gia ra sức nâng nửa người trên lên. Yến cô nương chỉ hỏi một ít chuyện về lão phu nhân thôi, hỏi xong sẽ cho Vũ trở về. Vũ Trần là nhìn bùi tiếu lớn lên, hắn vừa nói như vậy, ít nhiều cũng an tâm một chút. Uống xong một chung trà, Yến tam hợp mở miệng. Vũ Trần, khi còn sống lão phu nhân có nói với ngươi về một con chó đen không? Dứt lời, đừng nói Vũ Trần giật mình, đến đám tạ chi phi cũng thầm giật mình. Dùng chiêu trực tiếp vậy à? Đúng vậy, Yến Tam Hợp là muốn hỏi thẳng. Vũ Trần ở bên cạnh lão phu nhân nhiều năm, chủ tớ hai người sớm chiều ở chung, đến bà ta cũng chưa từng nghe qua chuyện con chó đen kia thì chuyện này chắc chắn không dễ làm nếu ngươi không nhớ ra bây giờ thì ngẫm lại xem lão phu nhân có từng nhắc đến với ngươi là vì sao bà ấy lại cấm quý phủ nuôi chó hay không. Nói đến đây, vũ trần vỗ đùi một cái, hẳn là nhớ ra cái gì. Lão phu nhân nói phận làm chó đáng thương, trong cửa cho người cả đời, kết quả không phải bị giết thì là vào trong bụng người, chẳng bằng đứng có nuôi nữa. Ánh mắt mấy người trong phòng đều sáng lên, hình như có hy vọng rồi. Tả chi phi thậm chí có cảm giác trái tim bị ai đó nắm chặt hắn nhìn yến tam hợp lại thấy gương mặt bình tĩnh của nàng ngay khi mọi người cho rằng yến tam hợp còn muốn hỏi tiếp nàng đột nhiên nghiêng mặt tà tam gia hả tả chi phi giật mình yến tam hợp tạ phủ có nuôi chó không tả chi phi nuôi yến tam hợp giết chó không tả chi phi giết yến tam hợp ăn thịt chó không tả chi phi ngần ra nói thế này đi mười hộ gia đình trong kinh thành Chín hộ gia đình nuôi chó, có rất nhiều chủng loại, dùng thì có ba. Tạ Chi Phi biết lời của Yến Tam Hợp không có gì là vô dụng, cố gắng trả lời cặn kẽ một chút. Chó điền mỏ dài giỏi săn, vương hầu tướng quân, quan to quý nhân nuôi khá nhiều, lúc đi săn thú sẽ dùng chó mở đường. Chó sủa mỏ ngắn giỏi canh giữ, người bình thường hay nuôi, dùng để giữ nhà hộ viện. Chó nuôi mập mạp, người nghèo nuôi dùng để ăn. Yến Tam Hợp, cho nên Quý tộc trong Kinh Thành cũng không ăn thịt chó. Tả chi phi. Cực ít, cực ít. Yến tam hợp. Cho nên, hạ nhân ở quý gia giết chó ăn thịt. Tả chi phi. Hạ nhân, hộ viện chiếm đa số. Một người không nỡ thấy người khác giết chó ăn thịt, vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Là người đó từng nuôi chó. Mà chuyện nuôi chó này, chỉ có thể xảy ra trước khi lão phu nhân gả đến quý gia. Vũ Trần. Yến tam hợp mỉm cười với bà. Mặc dù ngươi không phải được mang đến từ nhà ngoại của lão phu nhân, nhưng người hầu hạ bà ấy lâu như thế, hẳn là nghe bà nhắc đến một ít chuyện trước kia, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút hay không? Chuyện trước kia của lão phu nhân, đúng vậy. Yến Tam Hợp nhẹ giọng nói. Không vội, ngươi từ từ suy nghĩ, nghĩ cái gì nói cái đó. Hai tay vũ trần xoắn chặt, cúi đầu không nói. Có phải lão phu nhân rất ít khi nói về quá khứ không? Vũ trần thốt lên. Sao cô nương biết? Yến tam hợp. Nhà ngoài lão phu nhân không lớn, nàng lại là từ thiếp phủ chính làm thê, lúc làm thiếp thì còn nhắc đến, chứ đến khi làm phu nhân đương ra rồi thì nhắc lại sẽ thấy mất mặt. Cô nương đoán không sai. Vũ Trần thở dài. Không phải ta không muốn nói, mà lão phu nhân thực sự rất ít nhắc tới chuyện trước kia. Chủ tử không nhắc tới, chúng ta làm hạ nhân, nào dám lắm miệng hỏi. Nàng vừa nói như vậy, ánh sáng trong mắt tạ chi phi và bùi tiếu lập tức tối lại. Xong rồi. Xem ra vũ trần này cũng không hỏi được gì. Yến Tam Hợp cũng chậm rãi nhíu mày, im lặng một lát sau mới nói. Vũ Trần, lão phu nhân thích ăn cái gì nhất? Nói đến đây, Vũ Trần lập tức nói nhiều hơn. Bà cụ thích đồ ngọt, ăn bánh trôi vào ngày rằm tháng một hàng năm, người đều nói là nhân bánh không đủ ngọt. Lúc còn trẻ bà thích nhất là gặm mía, lớn tuổi không gặm được, bèn bảo chúng ta vắt mía ra nước cho bà uống. Yến Tam Hợp lại hỏi tính tình lão phu nhân thế nào, có nhiều tâm tư không, Yến cô nương, con người sao có thể không có tính tình, người bên ngoài đều nói tính tình lão phu nhân tốt, tính tình mềm yếu, thực ra tính tình lão phu nhân đều thu lại cả. Nói đến đây, Vũ Trần nặng nề thở dài. Thu lại thành thói quan, dần dần cũng không còn nóng nảy nữa. Về phần tâm tư, nàng chậm rãi nói. Tâm tư của lão phu nhân thật sự sâu, già hầu hạ bà ấy nhiều năm như vậy, cũng đoán không ra, thấy không rõ lời này có hơi giả dối. Tâm tư của một người có sâu hơn nữa, thì một ngày hai ngày không thấu ra được, một năm hai năm không thấu ra được, nhưng mười năm tám năm chẳng lẽ còn không thấu ra được một chút ư? Yến Tam hợp lạnh giọng. Sâu ở chỗ nào? Câu hỏi này, Vũ Trần lập tức nghẹn họng, hai hàng lông mày thắt lại, nửa ngày cũng không tách ra. Là khó nói, hay là không nói được? Lồng ngực Vũ Trần phập phồng, hốc mắt cay cay nói. Cô nương hỏi như thế thì già phải trả lời thế nào đây? Vũ Trần. Bùi Tiếu ở một bên đột nhiên chen vào. Ta cũng không tin ngươi không đoán được tâm tư của lão phu nhân. Sắc mặt má Trần chợt biến đổi. Chúng ta đi suốt đêm tới tìm ngươi, chắc chắn là có chuyện lớn. Bùi Tiếu nghĩ đến thảm trạng quý phủ hiện giờ. Ngươi đừng giấu nữa, cứ nói thật đi. Vũ Trần quay lưng lau nước mắt. Tâm tư của lão phu nhân thực ra có hai, một chỗ là vị phía trước kia một chỗ là đại lão gia và nhị lão gia thì ra là khó thể mở miệng yến tam hợp hỏi vị kia có tâm tư gì đại lão gia nhị lão gia có tâm tư gì vị trước kia lão phu nhân thường nói mình không sánh bằng về phần đại lão gia nhị lão gia vũ trần chậm rãi lắc đầu lão phu nhân nói bà ấy hối hận hối hận yến tam chợp mắt sáng ngời hối hận cái gì lão phu nhân không chịu nói ta suy nghĩ hay vị lão gia và lão phu nhân không thân nàng hơn phân nửa là hối hận đã đưa đứa nhỏ ghi vào danh nghĩa của vị kia vũ trần hai vị lão gia và lão phu nhân không thân tới mức nào cũng không phải không thân nhưng cứ như là cách một tầng mẫu tử khách khí không giống tam gia tứ gia lão phu nhân còn thường chỉ vào mũi mắng vài câu con của người khác nàng đương nhiên mắng không được không chỉ mắng không được mà còn phải kính trọng cô nương nói rất có lý vũ trần thở dài ta cũng thường khuyên bà nên nghĩ thoáng con cháu tự có phúc của con cháu. Lão phu nhân bởi vì không thân với đại lão gia, nhị lão gia, cho nên mới nghĩ quần Yến Tam Hợp lập tức bắt được lỗ hồng trong lời nói của bà. Vũ Trần hoảng sợ, vội vàng lắc đầu. Yến Tam Hợp tối mắt lại. Là vì cái gì mà nghĩ quẩn? Trường 99, Huyền Cơ. Vũ Trần bị nàng hỏi đến chợt thất thanh, ước chừng suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Lão phu nhân lớn tuổi, không biết vì sao lại lo như vậy, hai vị lão ra từ nhỏ nuôi ở chỗ mẫu thân cả, há có thể chịu để bà lo. Cho nên ngươi mới khuyên bà con cháu tự có phúc của con cháu. Yến cô nương, người lớn tuổi vì sao hoa mắt, điếc tai, đó là bởi vì ông trời bảo bà ít lo chuyện bao đồng lại đi. Vũ Trần cười khổ. Bớt lo chuyện bao đồng mới không khiến người ta chê, người nói xem có phải như vậy không. Là lý lẽ này, Yến Tam Hợp đột nhiên truyền đề tài cho nên con gái Ninh Thị muốn làm thiếp cho thái tử, lão phu nhân lên tiếng phản đối, cũng thuộc loại sen vào việc của người khác. Vũ Trần không ngờ nàng đột nhiên nhắc tới chuyện này, suy nghĩ một chút, lắc đầu, lại gật gật đầu. Bùi tiếu sốt ruột muốn chết. Vũ Trần, ngươi vừa lắc đầu vừa gật đầu là sao? Biểu thiếu ra à? Vũ Trần thở dài một tiếng. Việc này lão phu nhân có nói với già, thà làm một thê tử bình dân chứ không làm thiếp của nhà giàu, làm thiếp khó lắm. Vũ Trần sao lại không biết làm thiếp khó. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy lão phu nhân từng bước thăng chức, chỉ có bà nhìn thấy rõ ràng, lão phu nhân chịu bao nhiêu ấm ức, gặp bao nhiêu khổ sở, chảy bao nhiêu nước mắt mới đi được đến đó. Cái khác không nói, trước khi đích phu nhân lầm chung hai tháng, phân không thể đi ra ngoài được, đều là do lão phu thân giúp đỡ móc từng chút ra. Chuyện như thế, đến con ruột còn không làm được. Là bởi vì lão phu nhân trong lòng biết khó, cho nên ngươi xem các cô nương ở quý phủ, có người nào không đường đường chính chính kiệu tám người khiêng vào nhà trượng phu. Vú Trần dùng khăn lau nước mắt, nhưng đối phương lại là phủ thái tử, ta bèn khuyên, lão phu nhân à, phủ thái tử không kêu là thiếp, mà gọi là trắc phi. Tương lai thái tử đăng vị, đó chính là nương nương trong cung, sinh được một trai một gái thì tiền đồ trước mắt sẽ phú quý ngập trời, trên đời này có mấy nữ nhân có thể gặp được. Hơn nữa, ngũ cô nương làm trắc phi quý phụ và thái tử phụ lại có thể móc nối quan hệ, như thế không phải tốt hơn nhiều so với việc quanh co lòng vòng nịnh bợ trương ra sao. Chuyện này cũng giúp đỡ cho con đường làm quan của đại lão gia, nhị lão gia nữa. Một chữ cuối cùng rơi xuống, Yến Tam Hợp và mọi người đều nhìn chằm chằm vũ trần. Giờ phút này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu được vì sao bên cạnh lão phu nhân chỉ có một mình bà là chi Kỳ. Yến Tam Hợp khẽ hít mắt. Nhiều điều tốt như thế, vì sao lão phu nhân vẫn kiên quyết phản đối? Vũ Trần đối diện với tầm mắt Yến Tam Hợp. Lão phu nhân nói, thuận buồm xuôi gió thì ai chẳng tính được, nương nương sinh hạ một trai một gái, nhi tử lỡ như lọt vào mắt thái tử, vậy quý gia chúng ta chẳng phải là càng giàu càng quý sao? Lời này khiến tạ chi phi và bùi tiếu hoàng sợ. Không đợi bọn họ phản ứng, đã nghe Vũ Trần nói. Bà ấy nói, phần mộ tổ tiên quý gia không bốc khói xanh này, cho dù bốc khói thì người quý gia cũng không có mạng đại phú đại quý kia, vẫn nên an an ổn ổn, ổn sống cuộc sống thái bình, đừng đẩy ngũ nha đầu vào trong hố lửa. Yến Tam hợp hỏi. Bà không sợ đắc tội trương gia sao? Yến cô nương, già cũng hỏi như vậy, lão phu nhân nói, trương gia cũng chẳng có ý tốt gì, tại sao không đưa cô nương nhà mình vào đi? Vũ Trần. Lão phu nhân còn nói, đại lão gia, nhị lão gia còn hữu dụng với trương gia, không thể đắc tội trong một sớm một chiều được sợ gì chứ? Yến Tam Hợp vừa nghe lời này, theo bản năng ngẩng đầu nhìn tạ chi phi. Tạ chi phi nhìn lại cô, vẻ mặt dạn ra từng chút. Một lão phu nhân ở nội trạch không biết chữ to nhỏ gì, không ra khỏi cửa lớn, lại nói ra được quan hệ của hai nhà quý, Trương. Chuyện này, hắn không khỏi cười khổ một tiếng, sao nữ tử bây giờ ai nấy đều thông minh hơn cả nam nhân thế? Trong việc này có huyền cơ gì sao? Trong này chắc chắn có huyền cơ, yến tam hợp giờ phút này cũng thầm nghĩ tà tam gia ngươi nói đi tà phụ có nói chuyện triều đình đại sự với lão tổ tông không không tạ chi phi quả quyết nói phụ thân ta nói nữ tử tóc dài kiến thức ngắn nói nhiều không tốt phong tục trong kinh thành đều như thế không phải phong tục trong kinh thành như thế mà là thế sự là vậy nam chủ ngoài nữ chủ trong trong ngoài cách một bức tường rất ít phu thê vượt qua nửa bước Tạ Chi Phi đưa tay chạm vào bùi tiếu. Quý phủ cũng như thế phải không? Phải như thế chứ. Bùi tiếu lại bổ sung một câu. Trừ phi lời của người khác bị bà ngoại ta nghe được, nhưng cậu ta là người cẩn thận như thế, sao có thể được? Biểu thiếu gia à, lão phu nhân rất thông minh, tuy rằng không biết chữ, nhưng trí nhớ không ai tốt bằng bà ấy. Vũ Trần thở dài. Lão phu nhân thường nói một câu, con người ấy mà, chắc chắn phải nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít. Nói nhiều thì không chỉ sự ngu xuẩn, mà tâm sự cũng đều bị người nhìn thấy. Sắc mặt bùi tiếu trắng bệch, ánh mắt mờ mịt một hồi lâu. Cậu cả, mở ba, bà lão mà Vũ Trần nói, là người mà ta biết sao? Tại sao ta giống như một kẻ ngốc, chẳng biết vì vậy? Yến Tam Hợp lúc này cũng có ngàn suy nghĩ, lão phu nhân trong lời quý lăng xuyên lòng mang tính toán, lão phu nhân trong lời ninh thị là người hai mặt, lão phu nhân trong lời vũ trần thông thấu lõi đời, góc độ của ba người khác nhau, lời nói ra cũng khác nhau, nhưng đủ để chứng minh một chuyện, lão phu nhân tuyệt đối không phải là một lão phu nhân bình thường, người này tâm cơ thủ đoạn, tàn nhẫn, đẳng cấp cao hơn tạ lão phu nhân không biết bao nhiêu lần. Người như vậy, nàng nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trước nhìn sau đều không có liên quan gì đến một người con gái ngư dân. Yến cô nương, còn gì muốn hỏi không? Vũ Trần nói xong, che miệng ngáp một cái. Lớn tuổi rồi, giống như đèn cạn dầu, chẳng thức đêm được, không thể thức cả đêm như hồi trẻ được. Hỏi gì đây? Yến Tam Hợp cũng không biết nên hỏi gì, nàng đã hỏi hết rồi, họ cũng đã trả lời hết rồi, Thế nhưng chẳng gặp thứ gì liên quan đến tâm niệm thành ma của lão phu nhân cả. Vũ Trần, bà cố chịu thêm một chút. Yến Tam Hợp không thể thả bà đi. Ngươi nói với ta chuyện khác về lão phu nhân đi. Muốn già nói cái gì nữa đây? Vũ Trần cũng hồ đồ. Yến Tam Hợp thuận miệng hỏi. Lão phu nhân vì sao lại thích ngồi ở bên hồ tâm? Vũ Trần. Bà nói ở đó yên tĩnh. Yến Tam Hợp. Trước kia quý phủ không có hồ tâm thì bà thích đi dạo ở đâu? Lão phu nhân không thích đi dạo ở đâu hết, chỉ thích đi dạo trong vườn rau. Vũ Trần không biết nghĩ tới cái gì, chợt nở nụ cười. Lão phu nhân có đôi khi còn ngại đồ tiểu hồng trồng không ngon, bèn tự tay trồng. Vậy sao? Nhất là lúc lên trời non, bà hận không thể một ngày chạy đến vườn rau ba năm chuyến, còn trái một lần phải một lần dặn dò tiểu hồng, phải trông chừng, đừng cho người ta trộm đi. Vũ Trần cười nói. Dạ ở bên cạnh nghe thấy vui lắm. Có thể không vui sao? Yến Tam Hợp cũng cười theo nàng. Ai dám trộm đồ lão phu nhân chồng, thì lá gan đúng là lớn thật. Ánh mắt Vũ Trần chợt sững sờ. Nàng sửng sốt, Yến Tam Hợp theo bản năng cảm thấy không đúng. Vũ Trần, có phải bà nghĩ tới cái gì không? Chương 100, quyết định. Vũ Trần mở to hai mắt nhìn chằm chằm yến tam hợp sau khi nhìn một lát nàng đột nhiên vỗ đùi cô nương ta náo ra một chuyện nói mau có một lần nửa đêm bà nằm mơ không biết mơ thấy cái gì mà xiêm y chưa khoác đá chạy ra ngoài nói tới đây lòng vú trần đột nhiên kích động ta đang ngủ ở trên giường nghe được động tĩnh thì đứng lên nhìn sợ mất hồn bẻn vội đuổi theo lão phu nhân đi đâu thế không ngờ lão phu nhân lại chạy tới vườn rau Vũ Trần lại vỗ đùi. Lúc ấy già cũng bất chấp tôn ti, hô to hai tiếng với lão phu nhân, nhưng bà ấy lại dường như không nghe thấy, hình như là gặp ác mộng thì phải. Sau đó thì sao? Sau đó già đến đó muốn đỡ bà, nhưng bà quay phát người lại, nói với ta có người muốn trộm đồ ăn của bà, còn nói nếu có tiểu hắc ở đây thì tốt rồi. Ánh mắt mọi người trong khách điểm nhỏ đều thẳng, chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ quấy nhiễu đến hồi ức của Vũ Trần. Yến tâm hợp vội hỏi. Vũ Trần, Tiểu Hắc là ai? Tiểu Hắc là ai? Vũ Trần nghĩ nửa ngày, vẻ mặt đưa đám nói. Yến Nương Nương, ta đâu có dám hỏi. Vì sao không dám hỏi? Lão phu nhân đột nhiên khóc. Sao lại khóc? Gào hai tiếng, rơi hai giọt nước mắt. Sau đó người lập tức tỉnh táo lại. Vũ Trần nhớ lại. Sau khi lão phu nhân hoàn hồn thì nói là bà ấy gặp ác mộng, bảo ta đỡ bà ấy về phòng. Yến Tam Hợp. Sau khi trở về phòng thì sao? ta hầu hạ lão phu nhân ngủ ngày hôm sau thức dậy lão phu nhân giống như không có chuyện gì nên ta cũng không để trong lòng yến ngô nương. vũ trần cẩn thận hỏi tiểu hắc kia có phải là con chó đen mà cô nương nhắc tới không yến tam hợp trầm mặc không nói lời nào trong phòng vắng lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy tạ chi phi lại có cảm giác trái tim mình bị bóp chặt yến tam hợp có khớp không vậy yến tam hợp nhíu mày vẫn không nói một lời. Bùi tiếu chịu đựng cơn đau đớn trên mông đứng bật dậy, ánh mắt như lửa nói. Bà cô ơi, van cầu ngươi nói gì đi, định chọc ta sốt ruột chết sao? Yến tam hợp ngừng đầu nhìn bùi tiếu một cái, sau đó khẽ gật đầu. Chó đen, tiểu hắc, trông nhà hồ viện, ta nghĩ. Hắn là nó rồi. Đúng như Yến Tam Hợp dự đoán, thời gian tâm ma của lão phu nhân phải đẩy ngược về 50 năm trước rồi lúc bà 16 tuổi, trước khi vào kinh. Tầm ma 50 năm trước, Yến tam hợp quả thực không dám nghĩ tiếp. Chu Thanh, người sắp xếp cho Vũ Trần đi nghỉ ngơi trước. Nàng bấm ngón tay gõ bàn. Hai người các ngươi ai có thể quyết định, người đó theo ta ra ngoài một chút. Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu liếc nhau. Tạ Chi Phi, người quyết định, hay ta quyết định? Bùi Tiếu, theo lý là ta nhưng ta sợ ta không đối phó được với yến tam hợp. Tạ chi phi muốn chửi, tổ tông, người đối phó với nàng làm gì? Bùi tiếu chừng hắn một cái, người thì biết cái gì, cái này gọi là. Khủ khủ khủ, hai người ngừng đầu, lý bất ngôn khoanh tay, cầm hích về phía cửa, bóng lưng yến tam hợp đã đi vào trong bóng đêm. Ra đầu tạ chi phi và bùi tiếu tê giải, đồng thời gật đầu một cái, cùng quyết định đi. Khách điếm này trước không thôn, sau không điếm, hoang vu giống như một ngôi mộ cô đơn. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, có gió đêm lành lạnh thổi qua, yến tam hợp đi tới dưới tàng cây rồi đứng lại, nghe thấy phía sau có người đuổi theo. Nàng xoay người lạnh lùng mở miệng, không nói nhảm một chữ. Nhà ngoại của quý lão phu nhân ở Quảng Tây, ta và bất ngôn chuẩn bị lập tức xuất phát tới đó. Tả chi phi còn chưa đứng vững, lời này không khác gì một trận gió lớn thổi qua khiến hắn lảo đảo trong gió. Ngươi và Lý Bất Ngôn. Bùi Tiếu cả kinh nói. Đi Quảng Tây. Tạ Chi Phi đẩy Bùi Tiếu về phía sau, tự mình tiến lên một bước. Yến Tam Hợp, đây không phải trò đùa đâu. Yến Tam Hợp ánh mắt đè xuống. Ta giống như đang đùa giỡn với ngươi sao. Tạ Chi Phi hít một hơi thật sâu. Yến Tam Hợp, từ đây đến Quảng Tây, ngươi có biết bao xa không? Cho dù ra roi thúc ngựa, thì phải tốn ít nhất hai tháng. Yến tam hợp. Cho nên. Tạ chi phi bị nàng hỏi đến nghẹn họng. Cho nên phải bàn bạc kỹ hơn. Bùi tiếu vẻ mặt lo nước lo dân chen vào. Đoạn đường này chúng ta ăn cái gì, uống cái gì, còn có chúng ta nhà ngoại của lão phu nhân ở Quảng Tây, Quảng Tây lớn như vậy, các phủ các châu các huyện, phải tìm như thế nào? Chúng ta... Yến Tam hợp cười gần. Không phải là chúng ta sao? Khuôn mặt lo nước lo dân của bùi tiếu lập tức đổi thành thương hương tiếc ngọc. Chẳng lẽ để cho hai nữ tử yếu đuối các ngươi lên đường một mình sao? Nữ tử yếu đuối, Yến Tam Hợp nhìn xuống dưới thắt lưng Bùi Đại Nhân một cái. Người này là đang ám chỉ ai đó? Bùi Tiếu thấy nàng nhìn chằm chằm vị trí dưới thắt lưng mình thì mặt đỏ bừng, vội vàng đẩy Tạ Chi Phi về phía trước, ngăn lại. Sau vài lần tiếp xúc, Tạ Chi Phi biết tính tình Yến Tam Hợp thế nào rồi, khẩu khí lập tức mềm nhũn. Minh Đình lo lắng là đúng, bên quảng tây nằm kề nước Đại Tề, giặc cỏ côn đồ tầng tầng lớp lớp, binh bộ năm trước phân quân khoản, ngoại trừ hai nơi Tây Bắc, ven biển thì đều thuộc bên kia. Cho nên, Yến Tam Hợp vẫn là hai chữ kia. Tả chi phi. Cho nên, chúng ta thật sự phải bàn bạc kỹ hơn. Yến Tam Hợp, bàn bạc kỹ kiểu gì? Về kinh trước, chuẩn bị đầy đủ lương khô, mang đủ tiền bạc, điều động chừng trăm bình mà, còn phải xin công văn của binh Mã Ti Ngũ Thành. Có cần phải nói lời tạm biệt với tạ lão gia, lão phu nhân và và đại ca ngươi nữa không yến tam hợp lạnh lùng cười thuận tiện lại đi bách dược đường lấy chút thuốc hoặc là mua hai con vịt quay tả chi phi sao lại nhắc đến chuyện này nữa thế yến tam hợp ta không có nhiều thời gian để bàn bạc kỹ hơn cũng không kịp bàn bạc kỹ hơn tả chi phi yến tam hợp thật ra yến tam hợp ngươi là nam nhân sao tính tình tạ chi phi có tốt đến đâu cũng muốn nổi giận Việc này có liên quan gì đến việc ta có phải nam nhân hay không? Yến Tam Hợp Là nam nhân thì đừng lại nhảy mái như thế, một cái cổ họng một cái miệng, sao mà toàn nói mấy lời vô nghĩa như thế? Tả Chi Phi Để lại hai con ngựa là được, những thứ khác không cần các ngươi lo. Yến Tam Hợp cất bước, trên cánh tay có thêm một bàn tay to, nàng nhìn lên, sắc mặt Tả Chi Phi chưa bao giờ lạnh lẽo đến thế. Lạnh đến thấu xương, đây là đang ép nàng thành thật sao? Yến Tam hợp trần chờ một lát, mở miệng nói. Ta vội vã như vậy, nguyên nhân có ba. Tả chi phi. Thứ nhất, thứ nhất, cô hồn giá quỷ không dễ làm như vậy, địa phủ không nhận thì không thể đầu thai. Yến Tam hợp lạnh lùng nhìn hắn. Vậy thực ra cũng là một thế giới ỷ mạnh hiếp yếu, lão phu nhân tuổi tác lớn như vậy, bà ta đấu được với ai? Tả chi phi trước khi bùi tiêu biến sắc, lại hỏi. Thứ hai, thứ hai, từ trên xuống dưới mấy trăm con người của quý phủ đang ở ngục, ai có thể bảo đảm bọn họ đều bình an vô sự. Yến Tam hợp cười gần. Tà Tam gia có lẽ có tay mắt thông thiên, nhưng lúc nào cũng có chỗ mắt không thể nhìn thấy, cũng có chỗ tay không với tới được. hô hấp tà Tam gia trì trệ, toàn thân trên dưới đều cứng đờ theo. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn